Nếu hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời bạn, sau khi qua đời, linh hồn của bạn sẽ đi về đâu? Kinh Thánh nói rằng chỉ có hai nơi, một là lên thiên đàng, hai là xuống hỏa ngục hay địa ngục. Nếu bạn đang xem video này, Thượng Đế đang gửi cho bạn một thông điệp. Kinh Thánh nói rằng sẽ có một ngày phán xét. Người nào biết có ông trời mà không thờ ông trời, đó là phạm tội. Và tất cả mọi người đều đã phạm tội, không ai là không phạm tội. Hậu quả của tội lỗi đó là sự chết đời đời, thiếu mất sự hiện diện của Thượng Đế. Không người nào đủ tốt để có thể thoát khỏi sự phán xét của Thượng Đế. Dù cho là người đó có làm công đức nhiều như thế nào đi nữa, dù cho người đó trông thánh thiện như thế nào đi nữa, dù cho người đó là người tốt như thế nào đi nữa, cũng không đạt được tiêu chuẩn của Thượng Đế. Dù cho bạn có thờ lại thánh thần nào đi nữa, hoặc có bao nhiêu là tượng thờ hoành tráng, siêu to khổng lồ, thì điều đó cũng là vô ích. Vì Kinh Thánh nói rằng chỉ có một Chúa, chỉ có một Thượng Đế là đấng duy nhất bạn cần thờ. Vậy có cách nào chúng ta có thể tránh khỏi sự phán xét đó không? Kinh Thánh nói rằng có, đó là tin Chúa Giêsu thì sẽ được cứu. Và chỉ có một con đường duy nhất, không có một con đường nào khác, đó chính là qua Chúa Giêsu chúng ta sẽ được cứu. Cách đây hơn 2.000 năm, Chúa Giêsu là con của Thượng Đế đã tới thế gian và chịu chết để đền tội thay cho toàn thể nhân loại, trong đó có bạn và tôi. Chúa Giêsu đã đền tội cho chúng ta. Chúa Giêsu sau đó đã xuống âm phủ và sau đó Ngài sống lại. Ngài sẽ trở lại để phán xét toàn bộ nhân loại. Vậy nếu bạn tin Chúa Giêsu thì có chắc chắn sau khi chết bạn sẽ về thiên đàng với Thượng Đế hay không? Kinh Thánh khẳng định rằng điều đó là chắc chắn. Hãy tìm một nhà thờ tin lành gần nhất để được giúp đỡ trong đức tin. Hẹn gặp lại bạn.